Chỉ một ánh nhìn đã làm con tim nàng loạn nhịp. Vì để tránh thất thố mất mặt, nàng giả vờ cười thẹn thùng. Ra, vốn dĩ thiếp nên tắm cho chàng, kết quả lại làm phiền chàng rồi. Triệu tôn quan sát khuôn mặt hiền hậu, giả tạo của nàng. Hắn như cười như không. Không cần, lúc nãy A thất hầu hạ ra rất chu đáo, giờ đến lượt ra hầu hạ nàng mới đúng. Rõ ràng là hắn nói rất nghiêm túc, nhưng trong đôi mắt lúc sáng lúc tối kia lại ẩn chứa một thứ cảm giác xấu xa hạ sơ thất lườm hắn bỗng thấy ớn lạnh xuất hiện một dự cảm chẳng lành chẳng muốn làm gì triệu tôn quý đầu hôn chóp mũi của nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại nàng thừa nhận mình không có khí phách lại dễ dàng rơi vào bẫy của tấn vương điện hạ nàng chỉ ư ừ một tiếng vừa mới nhắm mắt thì cảm thấy chóp mũi đau nhói nàng la ối kích động mở mắt ra triệu thập cửu chàng trả thù à hử hắn thắc mắc a thất không thích thích mới lạ lần này hầu hạ không tốt ra thử cách khác xem giọng nói của hắn ấm áp như gió xuân nhưng hạ sơ thất vẫn có thể nếm ra được chút ít xấu xa chàng muốn làm gì ngoan nào đừng cử động Nàng không muốn nhắm mắt bởi vì sau khi nhắm mắt nàng sẽ không nghe thấy gì. Nhưng trong sự trừng phạt ngọt ngào kia, nàng lại nhắm mắt, đi trong vô thức. Sự trừng phạt quá tuyệt vời. Nàng không thể dùng ngôn ngữ để hình dung đó là một sự trải nghiệm thế nào. Càng không thể nào tưởng tượng rằng kiểu người cao cao tại thượng như Tấn Vương Điện Hạ cũng tinh thông 18 loại võ nghệ. Hắn hiểu nàng còn hơn bản thân nàng. Những nơi môi hắn chạm tới không hề đau, mà chỉ thấy ngứa, ngứa đến tận xương tủy, ngứa khắp cơ thể. Ai nói chỉ có nữ tử mới quyến rũ chết người, nam tử nhiều khi còn hơn cả thế. Triệu thập cửu, triệu thập cửu. Ngoại trừ gọi tên hắn, kéo tóc hắn, nàng đã không thể thốt lên một câu hoàn chỉnh. Sự dày vò ngọt ngào đến cực điểm này đã thiêu cháy tứ chi xương cốt của nàng. Cảm giác như có kiến bò đầy trong từng khớp xương, đó là một cảm giác khó chịu bứt rứt một thứ cảm giác nàng chưa trải qua khiến nàng khát khao được nhảy vào trong ngọn lửa rực cháy bắt đầu từ lầu hồi quang phản chiếu nàng chắc chắn mình là một phụ nữ trinh tiết làm chuyện ấy chỉ vì để thăng hoa tình cảm với đối phương thôi có hay không cũng chẳng sao nhưng giờ đây nàng khinh bỉ chính mình căm hận bản thân mình cũng ghép tên triệu thập cửu này đã ép nàng phải thốt lên vô số chữ muốn hức tóm lại ai chữa bệnh cho ai đây không sao a thất là thuốc dẫn của da hức chàng có bệnh ừ ta có bệnh tha cho thiếp không thể tha cho nàng thiếp không muốn nữa hử không muốn muốn không muốn sự giày vò thấu xương này cuối cùng đã xé nát lý trí của nàng lớp mồ hôi lạnh dày trên trán cũng đã bán đứng suy nghĩ thật sự của nàng. Nàng cố gắng mở mắt ra, nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi. Triệu thập cửu, thiếp chịu đựng hết nổi rồi, chẳng giết thiếp đi cho rồi. Hắn ôm nàng từ phía sau, cúi đầu kề bên tai nàng, khàn giọng hỏi. Đã biết điều chưa? Ai kêu lúc nãy nàng trâu chọc ra? Nếu ra không chấn chỉnh phu cương, chừng trị nàng thể nào sau này vẫn sẽ bị nàng ức hiếp. Được rồi, giờ ra sẽ cho nàng. Hắn nói cực kỳ dịu dàng, một sự dịu dàng chưa từng có, thậm chí còn mang theo một sự dụ dỗ hiếm thấy. Chỉ đáng tiếc, hạ sơ thất không thể nghe thấy một chữ nào. Trong lúc nàng đang suy đoán, tưởng rằng lại sắp rơi vào ma trường của hắn, lại sắp bị hắn trêu đùa, thì hắn lại tiến vào bất thình lình. Nàng chỉ kêu A à một tiếng cơ thể run lên, trợn trắng mắt, không thể ngờ hắn lại vào thẳng luôn. Sau một hồi mây mưa, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Hạ sơ thất thở hồn hển, tựa đầu vào vai hắn. Xóa mái tóc đen dài mềm mượt lên người hắn, ôm chặt lấy hắn hệt như một con bạch tuộc, thở dốc từng cơn, dáng vẻ trông vô cùng buồn cười. Triệu tôn vuốt tóc nàng, mồ hôi trên chán khiến hắn trông càng thêm cương nghị. Mùi hóc môn tỏa ra khắp người, A à thất, thỏa mãn chưa? Vành tay hạ sơ thất nóng bừng, nàng tung chăn, đạp hắn một cái. Thiếp phải hỏi chàng mới đúng, nội thương đã khỏi chưa? Triệu Tôn thấy nàng rõ ràng không thích bị treo nhưng lại không chịu nhận thua. Hắn cười kéo nàng vào lòng quấn chặt, tiện thể cũng nhét cánh tay của nàng lại vào chăn, cười khẽ. Có tiểu thần y nhà chúng ta ở đây, sao có thể không khỏi được chứ? gia đã nói, a thất là thuốc hay. Dẹp đi, bây giờ chàng ngày càng biết ăn nói nhỉ. Hạ Sơ Thất nhìn hắn chằm chằm, bỗng giật mình dựng hết tóc gáy. Không đúng, hiện tại khi Triệu Thập Cửu và nàng nói chuyện với nhau, hắn sẽ mặt đối mặt nhìn nàng. Không những thế, hắn thường thích vỗ đầu nàng nhắc nhở, chuyện này dường như đã trở thành một sự ăn ý giữa hai người, chỉ cần hắn vỗ đầu thì nàng sẽ biết hắn muốn nói chuyện nàng giật mình ôm chặt eo hắn nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh ra chẳng có gì muốn hỏi không hỏi gì hắn nhíu mày ví dụ như hỏi thiếp về chuyện gì đó nàng xoắn suýt chẳng phải ra đã hỏi rồi ư hắn nhìn nàng tiện thể nhéo mặt nàng hỏi nàng đã thỏa mãn chưa Nàng biết đấy, đây là đêm cuối ở Kinh Sư. Sau này từ Bắc Bình về, không biết khung cảnh sẽ thay đổi thế nào. Nên phải trân trọng hiện tại. Nếu A Thất vẫn chưa thỏa mãn, ra có thể liều mình tiếp quân tử. Hắn nói nghiêm túc nhưng lại chứa vẻ cực nhả, dường như không hề phát hiện ra lỗ tai nàng có vấn đề. Hạ sơ thất thở vào, tự nói mình có tật giật mình. Lo lắng vớ vẩn, nàng cười hi hi, dựa vào người hắn nhưng ngón tay lại nhéo nhẹ cơ hông của đối phương. Con người chàng đó, càng lúc càng hư, rõ ràng chưa thỏa mãn mà cứ đổ thừa lên người thiếp, rõ ràng thiếp chịu thiệt thòi hơn. Triệu Tôn thở dài nói. Chỉ có trâu mệt chết, làm gì có chuyện đất bị cày hư. Hạ sơ thất cảm thấy dục vọng của hắn lại nổi lên, nàng chỉ biết câm nín trợn mắt lên. Này, điểm của chàng đã dùng hết, đừng hầm có suy nghĩ nữa. Triệu tôn nhìn dáng vẻ thoái lui của nàng, dường như không muốn thật. Hắn âm thầm cong môi kéo nàng tới, cúi đầu nhìn nàng, không trêu đùa nữa, giọng nói cũng nghiêm túc hơn hẳn. Đến Bắc Bình rồi, cuộc sống sẽ trở nên nhàn rỗi hơn. A à thất, có nơi nào muốn đi không? Nơi muốn đi thì nhiều lắm. Từ khi hạ sơ thất đến vương triều đại yến nguy hiểm này nàng vẫn luôn chưa được chính thức du ngoạn bao giờ. Nhưng sao nàng không biết chứ? Tuy phiên vương có quyền tự do tuyệt đối trên mảnh đất của mình, nhưng không thể tự ý rời khỏi nơi đó. Một khi rời đi, bắt buộc phải xin thánh dụ của hoàng đế. Cũng tức là đi Bắc Bình, đồng nghĩa với việc bị giam lỏng tại Bắc Bình. Nàng lắc đầu nói. Sao cũng được, dù sao ở cạnh chàng thì làm gì cũng được. Nếu lời tỏ tình bùi tai nhất của đàn ông là yên tâm mọi thứ đã có ta thì lời tỏ tình bùi tay nhất của phụ nữ chính là chỉ cần ở cạnh chàng là vui rồi. Nhất là khi giọng của hạ sơ thất lại rất hay hệt như bánh ú vừa mới vớt ra khỏi nồi ngọt ngào, mềm dẻo quả thật đã làm triệu tôn dùng mình. Rất muốn khảm cô nương này vào trong cơ thể mình hòa vào làm một. Ôi chao cảm động à. Hạ sơ thất nhìn dáng vẻ của hắn Nghiêm mặt kề đến gần Cắn vào má hắn một cái Cảm động rồi Thì khen thiếp đi chứ Không khen Triệu tôn đen mặt Vì sao Sợ nàng tự kiêu Hạ sơ thất thấy bộ dạng Kiểu cách của tấn vương điện hạ Nàng nhau mắt không biết đang nghĩ điều gì Mà bỗng nhiên nhếch môi Thò móng vuốt tới cười hi hi bàn tay nàng trượt loạn trên người hắn, dáng vẻ gian xảo trông hệt như một tiểu hồ ly đang chiếm ưu thế. Có khen hay không? Khen hay không? Hử, không khen đúng không? Nàng được nước làm tới. A à thất, đừng quậy. Lát nữa, ra lại không kiềm chế được. Hết điểm rồi. Triệu tôn giữ tay nàng lại, giọng nói hơi khàn đi. Nhưng lúc này mà hắn lại nhắc đến điểm, quả thật có hơi phá hỏng bầu không khí hạ sơ thất sửng sốt sau đó bật cười nhưng nàng là người tốt ư không hề nhất là khi nàng nhìn dáng vẻ bất lực của hắn thì lại càng muốn trêu ghẹo hơn nàng nằm úp lên người hắn bàn tay càng lúc càng lộng hành nàng còn cúi đầu nhìn hắn cười e thẹn vậy phải làm sao đây Thiếp vẫn cảm thấy mùi vị khi nãy tuyệt lắm muốn nếm thêm lần nữa đồ tiểu yêu tinh. Một câu tiểu yêu tinh, cầu huyết lại chọc cho hạ sơ thất bật cười. Nàng nằm sấp trên người hắn, cười đến run người. Triệu tôn không biết vì sao nàng lại cười, hắn nheo mắt, Do không thấu suy nghĩ của đối phương. Cô nương A thất này luôn là người đặc biệt. Trong nhận thức của triệu tôn, bất kỳ nữ tử nào cũng phải kính nể nghe lời ngoan ngoãn trước mặt phu quân. Tại gia tổng phụ xuất giá tổng phu, Cả đời đều phải xem phu quân là trời, nhưng trong tư tưởng của nàng lại không hề có khái niệm nam tôn nữ bi, sự kiêu ngạo không phụ thuộc vào nhân thế, không cần bất kỳ nam nhân nào, gần như được toát ra từ trong xương tủy của nàng. Khắp thiên hạ cũng chỉ có mình nàng là kiểu nữ tử ấy. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, ngoài chuyện thấy khó hiểu ra, có lúc hắn lại cảm thấy hơi sợ hãi, một sự sợ hãi mà hắn cho rằng nó sẽ không bao giờ xuất hiện trong đời mình một mặt tận hưởng sự dựa dẫm của nàng một mặt lại sợ nàng không muốn dựa dẫm nữa hắn thở dài vuốt mái tóc lúc này đang rũ trên vai của nàng cười đủ chưa ha ha tiểu yêu tinh hạ sơ thất càng cười càng tươi sao nào triệu tôn nhìn nàng một lúc rồi kéo nàng tới ôm vào lòng không biết hắn đang nghĩ điều gì mà khuôn mặt thoáng nặng nề. Bàn tay đang ôm eo nàng cũng dừng lại trên bụng nàng. A à thất, nàng có loại thuốc đó không? Hạ sơ thất ngơ ngác. Thuốc gì? Hắn mím môi hơi do dự. Loại đó. Loại nào? Triệu tôn thở dài. Loại làm phụ nữ không thể mang thai. Tuy nghe có hơi tốn sức nhưng câu nói kia lại rất dễ hiểu. Hạ sơ thất chỉ sừng sốt vài giây là hiểu ngay được ý của hắn. Nhưng trong tiềm thức nàng lại thấy hơi khó tin. Ý của chàng là không muốn thiếp mang thai. Hắn đáp ừ. Lần sinh nở đó thật sự rất nguy hiểm. Ra không muốn trải qua lần thứ hai. Triệu thập cửu, Hạ sơ thất gọi một câu, sau đó im lặng. Đối với triệu tôn, người lớn lên trong sự hun đúc của tư tưởng, việc sinh con to hơn trời, nối dõi tông đường lớn hơn đất, thì chuyện muốn một đứa con trai duy trì hương hỏa là điều hiển nhiên. Vào đời sau, cũng có một đống đàn ông coi trọng chuyện này. Nhưng nào ngờ, hắn lại nghĩ đến chuyện tránh thai sau khi xong việc. Điều này khiến nàng cảm động vô cùng. Bây giờ đã muộn rồi, nàng cố tình trêu hắn. Hử? Sắc mặt hắn trở nên nặng nề. Chẳng phải nguyệt sự vừa mới hết ư? Nàng không ngờ ngay cả chuyện này mà Tấn Vương Điện Hạ cũng chú ý đến. Nàng lườm hắn với ánh mắt cổ quái, đột nhiên bật cười khanh khách, đè lên người hắn, nâng mặt hắn lên nói. Ý thiếp là lúc nãy... À, giờ không phải là đã muộn rồi sao? Triệu Tôn nghĩ ngợi, mặt mày chầm xuống. Là do da không tốt. Hả? Vì sao? Không nên khăng khăng làm theo ý mình. Phải nên chuẩn bị trước. Hạ sơ thất không biết nên nói hắn cổ hủ hay may mắn vì hắn cổ hủ nữa. Nhưng nhìn dáng vẻ tự trách của hắn, nàng vẫn thấy hơi buồn cười. Được rồi, chuyện này không cần ra phải nhọc lòng đâu. Thiếp hiểu rồi. Sau này, thiếp đều sẽ uống thuốc, được chưa? Trên thực tế, nàng vẫn luôn uống thuốc, bởi vì nàng đang uống thuốc để trị tai, nên không thể mang thai vào lúc này, không cần hắn nói, nàng đã có trăm phương ngàn kế tránh thai rồi. Triệu Tôn cũng thở phào khi nghe nàng nói thế, hắn ôm lấy nàng. A à thất, vất vả cho nàng rồi. Ngày 16 tháng riêng năm kiến trương thứ nhất, vừa qua Tết Thượng Nguyên, Ngày khởi hành cuối cùng đã đến. Trời vẫn còn chưa sáng. Đã có đầy xe ngựa dừng trước cánh cổng đỏ của Phủ Tấn Vương. Không lâu sau, trong tiếng hô hào của quần chúng, từng chiếc dương lớn nhỏ được khiêng lên xe ngựa. Đợi vận chuyển đến bến tàu, rồi ngồi thuyền đi thẳng lên Bắc Bình. Thuyền sẽ xuất phát sau xế trưa. Hạ sơ thất đã thức dậy từ sớm, ăn bừa chút gì đó rồi bắt đầu kiểm tra các gian phòng sợ rằng để quên đồ quý giá. dáng vẻ như thần giữ của kia khiến tinh lam, giáp nhất và những người khác chỉ biết âm thầm lắc đầu. Trong lúc nàng chạy vòng quanh phủ thì triệu tôn vào cung một mình. Trước khi lên đường, hắn phải đến cung Càn Thanh bái biệt cha mẹ. Đây là một thời đại có quan niệm khác với hậu thế. Không cần biết giữa hắn và Hồng Thái Đế có bao nhiêu ân oán thì vẫn phải làm chọn đạo hiếu. Nhất là hiện nay khi Cống Phi vẫn đang hôn mê bất tỉnh thể nào trong lòng hắn cũng vẫn sẽ còn thấy lo lắng bận tâm. Trước lúc đó Hạ sơ thất cũng từng nhắc đến kêu hắn đón cống phi đi để cho nàng chăm sóc, nhưng triệu thập cửu lại không trả lời rõ ràng với nàng. Thời hắn như thế nàng hiểu cả rồi. Trung quy tình cảm của lão hoàng đế dành cho cống phi vẫn không thể sánh bằng răng sơn của ông ta. Nếu cống phi đi bắc bình, triệu thập cửu sẽ giống như một con ngựa hoang thoát cương e rằng khó có thể khống chế. Về điểm này, lão hoàng đế không thể không phòng bị. Hạ dơ thất nghĩ đến đây, không khỏi thấy thổn thức trong lòng. Những ngày qua, triệu tôn đã nói cho nàng rất nhiều chuyện sau khi đến Bắc Bình. Từ chuyện lớn như huấn điện binh mã thế nào, đến chuyện nhỏ như bài trí phòng ốc ra sao, nhưng lại không nhắc đến hoài bão của hắn, cũng không nhắc đến chuyện rốt cuộc, hắn muốn làm gì khi cống phi vẫn còn trong cung càn thanh. Nhưng nàng biết, Hắn là một người làm việc có kế hoạch. Với tình thế bí bách như hiện nay, tạm thời thoát ly khỏi vòng quyền lực đầy nguy hiểm, Âu cũng là một cách giấu mình hay. Trong cung càn thanh, triệu tôn vén tà áo, quỳ dưới đất khấu đầu. Nhi thần bái biệt phụ hoàng, bái biệt mẫu phi. Giọng nói của hắn rất bình tĩnh, cung càn thanh cũng rất yên tĩnh. Sau một tấm rèm màu sáng, Hồng Thái Đế thấp thoáng thấy được bóng dáng cao thẳng của hắn. Cánh môi ông ta mấp máy, bàn tay đầy nếp nhăn cuối cùng chỉ đành siết chặt. Đi đi, chậm sẽ chăm sóc cho mẫu phi của con. Khuôn mặt của triệu tôn không hề có cảm xúc nào, hắn chỉ khấu đầu thêm lần nữa. Đa tạ phụ hoàng, nhi thần đi đây. Hắn xoay người, chỉnh đốn y phục đi thẳng một mạch, có vẻ như không lưu luyến gì mấy. Bước chân của hắn rất nặng, rất vững, dường như mỗi bước chân đều tạo ra một nhịp điệu nặng nề trong cung cản thanh yên tĩnh nhưng vào giây phút hắn sắp bước qua ngưỡng cửa hồng thái đế chợt gọi một tiếng phá vỡ sự yên lặng kỳ lạ này lão thập cửu triệu tôn đứng lại nhưng không xoay đầu cũng không trả lời hồng thái đế ho vài cái được thôi anh đạt dìu bước đi từ từ ra khỏi bức rèm sau đó ông ta nhìn bóng dáng cao lớn kiên định của triệu tôn muốn đến gần nói về hắn vài câu. Thế nhưng trong khoảng cách ngắn ngủi này, trong đầu ông ta lại xuất hiện hình ảnh triệu tôn lúc 6 tuổi. Vóc người của hắn nhỏ nhắn, quỳ trước mặt ông ta. Ánh mắt của hắn hoảng sợ, thỉnh thoảng cứ nhìn thanh kiếm trên tay ông ta. Cha, vì sao lại muốn giết con? Con làm sai sẽ sửa mà. Cha, người thật sự không cần con nữa ư? Cha, Tôn Nhi trưởng thành rồi, sẽ hiếu kính người. Cha, sau này Tôn Nhi sẽ không nghịch ngợm nữa, sẽ không xem cha là ngựa, cưỡi lên người cha nữa. "Cha, người đừng giết con được không?" Ánh mắt xuyên qua năm tháng, nhưng người trước mặt ông ta không còn là đứa bé 6 tuổi năm nào, mà là một nam nhân còn cao lớn hơn mình, một nam nhân cũng có thể hô mưa gọi gió. Mí mắt của ông ta giật giật, bỗng dưng có một thứ nóng hổi trào lên. Ông ta xoay người lại, dùng ống tay áo lau đi rồi cất tiếng nói lạnh lùng thôi anh đạt đưa thánh chỉ này cho tấn vương điện hạ thôi anh đạt sửng sốt nhìn ông ta dựa theo kinh nghiệm hầu hạ mấy chục năm của mình cuối cùng cũng hiểu thứ hồng thái đế chỉ là đạo thánh chỉ trắng tinh kia ông ta vâng lời đi vào trong lấy một chiếc hộp hình chữ nhật nhỏ bằng gỗ từ đàn đưa nó cùng với đạo thánh chỉ nằm bên trong đến trước mặt triệu tôn điện hạ cuối cùng triệu tôn cũng xoay đầu lại chỉ nhìn người cha tóc bạc trắng trước mặt tại sao hắn hỏi rất kỳ lạ nhưng hồng thái đế không cần hỏi lại cũng hiểu hắn đang hỏi vì sao thánh chỉ kia lại trống không ông ta cười khẽ nếp nhăn trên khuôn mặt tạo thành một chữ xuyên thật sâu lão thập cửu phụ hoàng biết con hận phụ hoàng nhưng một đời giang sơn một đời vua ổn định mới là đại kế. Chậm muốn thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, không muốn lại có nội chiến. Nỗi khổ tâm này con vẫn luôn biết. Nhưng nếu có một ngày, con không thể tự bảo vệ mình. Chậm cho phép con tự ban chỉ, muốn viết gì lên thánh chỉ này cũng được. Triệu Tôn không nhận lấy chiếc hộp kia. Nếu có một ngày, ngay đến cả năng lực tự giữ mạng cũng không còn, thì nhi thần sống để làm gì? Ánh mắt của hắn rất lạnh, giọng nói cũng rất lạnh, ngẩng cao đầu mang theo một sự dứt khoát cao ngạo. Hồng Thái Đế cảm thấy cổ họng tắc nghẽn. Lão thập cửu Triệu Tôn thấy ánh mắt Hồng Thái Đế đột nhiên mất hồn. Hắn nở nụ cười kỳ lạ, thò tay vào ngực, lấy một tập thư chép tay đã ố vàng, đặt lên chiếc hộp gỗ tử đàn mà Thôi Anh Đạt đang cầm trên tay. Vốn dĩ Nhi Thần không muốn đưa thứ này cho Phụ Hoàng. Nhưng hiện tại, nếu Phụ Hoàng vẫn còn tình nghĩa là một đạo thánh chỉ trắng xóa này, vậy thì Nhi Thần cũng nên có qua có lại. Hắn nói xong, hất tay áo, để lại Hồng Thái Đế đang ngơ ngác, xảy bước rời khỏi cung Càn Thanh. Chắc vì tiễn biệt họ nên thời tiết hôm nay rất ấm áp nắng chiều trên lớp tuyết động chưa kịp tan tỏa ra một màu trắng bạc tinh khôi núi xa nước gần dòng sông lặng chảy lóe lên từng mảng sáng lấp lánh trông hệt như được khảm một lớp viền vàng nhạt vầng sáng đập vào tầm mắt khiến người ta cảm thấy vô cùng thích thú sau khi bước lên thuyền và vẫy tay chào tạm biệt những người đưa tiễn chiếc thuyền nhanh chóng rẽ vào nhánh sông thuận buồm xuôi gió hạ sơ thất dựa người vào cột buồm nhìn nước sông minh mông, cái cảm giác cuối cùng cũng được thoát khỏi lồng chim khiến nàng cảm thấy rất thoải mái nhẹ nhõm. Triệu thập cửu khi nào mới có thể đến phố khẩu? Họ và Đông Phương Thanh Huyền hẹn gặp nhau ở bến tàu phố khẩu. Tuy bây giờ vẫn chưa đến nơi, nhưng tim nàng đã bắt đầu đập nhanh, khát vọng gặp lại con gái sau khi chia cách khiến hơi thở của nàng bắt đầu trở nên rồn rập. Những ngày qua vì sợ bị tai mắt của triệu miên trạch để ý nên hai người họ không dám đi thăm tiểu thập cửu càng không dám đón tiểu thập cửu về phủ tấn vương vì sự an toàn của bé con họ chỉ có thể để nó ở lại chỗ đông phương thanh huyền hôm nay rốt cuộc cũng đã rời khỏi kinh sư tất cả những người trên thuyền đều là người của triệu tôn cuối cùng nàng đã có thể hỏi một cách công khai rồi sắp rồi triệu tôn ngồi xuống cạnh nàng Chiếc áo khoác đen trên người bị gió thổi bay phấp phới, hòa cùng một thể với cánh buồm chữ tấn trên thuyền, dáng vẻ uy nghiêm, giọng nói lại càng mạnh mẽ hơn. Nhìn thấy ngọn núi ở phía xa kia không? Đợi vòng qua đó, đi thêm hai dặm đường nữa là sẽ đến bến tàu phố khẩu. A, à, hay quá! Hạ sơ thất kiềm chế tâm trí đang hoảng loạn của mình, cố gắng bình tĩnh lại, không nghĩ đến cảnh gặp nhau đầy kích động kia nữa nhưng nàng không làm được. Hầu như chữ nào cũng mang theo ý cười. Có cảm giác như cả người đang bay lên. Này, tiểu thập cửu của chúng ta mấy tháng rồi? Vừa tròn sáu tháng. Đáy mắt của triệu tôn cũng chừa ý cười. 19 tháng 7 năm ngoái ra đời, 16 tháng riêng năm nay. Đúng rồi, vừa tròn sáu tháng. Hạ sơ thất cười vui vẻ, luồn tay vào khuỷu tay của hắn, dựa đầu vào, cảm thán từ tận đáy lòng. Không ngờ bé con đã được 6 tháng rồi, cha mẹ chúng ta đúng là làm không chọn chức trách. Lát nữa chàng gặp Đông Phương Thanh Huyền, phải cảm tạ người ta đàng hoàng, nghe thấy chưa? Trẻ nhỏ không dễ chăm đâu, con gái của chúng ta chắc chắn rất nghịch ngợm, gây không ít phiền phức cho hắn ta. Triệu Tôn xoay lại nhìn, hắn cười. Được Lần này không được phép ghen tuông Ra ghen khi nào chứ Chuyện nói dối trắng trợn thế này Cũng chỉ có tấn vương điện hạ mới làm được Hạ sơ thất lườm hắn như cười như không Sau đó mím môi dựa vào người hắn Trong lòng cứ không ngừng diễn tả ra cảnh Lát nữa sẽ gặp tiểu thập cửu như thế nào Tâm tư bất giác càng lúc càng trôi xa Gió lạnh vù vù Hai người ngồi dựa vào nhau trên bong tàu Nhìn núi xa trời cao cảm thấy phấn khởi. bắt đầu từ giờ phút này, trời cao hoàng đế xa, cuộc sống tươi đẹp của một nhà ba người họ cuối cùng cũng đến rồi. điện hạ, xảy ra chuyện lớn rồi. khi bình nhất vội vã chạy tới, hạ sơ thất không nghe thấy gì. nàng cảm thấy cơ thể triệu tôn bỗng dưng cứng đờ, nên mới xoay đầu lại nhìn. lúc này nàng mới phát hiện ra, ánh mặt trời, chân sông không biết đã biến mất từ lúc nào dường như có thêm một chút ít u tối xuất hiện trên mặt nước lấp lánh. Sau đó nàng thái bình nhất nói: "Khuya hôm qua các phạm nhân quan trọng của triều đình bị giam trong nhà lao cẩm y vệ đều đã chết hết, bao gồm bè cánh của tại trường tấn. Đến ngay cả phụ nữ và trẻ con cũng không thoát chết. Triều đình phái người điều tra, họ đều bị dụng hình tàn khốc. Trong buổi thượng triều sáng nay, một loạt bá quan do lan tử an đứng đầu đã dâng nhiều tấu chương buộc tội đông phương thanh huyền." tố cáo hắn ta phạm phải thập tông tội, yêu cầu triều đình xử lý. Mặt mày triệu tôn lạnh lùng, không có thêm bất kỳ cảm xúc nào. Triệu miên trạch nói thế nào? Bình nhất nói. Đông phương thanh huyền kêu căng, bạo ngược, nhiều lần lạm dụng cực hình, gây nên các vụ án oan. Bắt giải về trước, sau đó ra lệnh cho tam pháp tư thẩm lý. Ngày đầu lần này đã kinh động đến Thái Thượng Hoàng ra quyết định e rằng toàn bộ cẩm y vệ sẽ phải chịu kiếp nạn lớn, nhưng họ không tìm được Đông Phương Thanh Huyền trong phủ đại đô đốc. Bình nhất bẩm báo xong, bầu không khí bỗng nhiên im lặng. Một lúc sau, mới nghe thấy tiếng của Triệu Tôn. Ngoại trừ ông ta ra, còn ai có thể động vào Đông Phương Thanh Huyền nữa? Ông ta mà hắn nói đến tất nhiên là chỉ Hồng Thái đế. Nhưng sau khi nghe xong, nghĩ đến tiểu thập cửu của họ, Hạ sơ thất bỗng thấy sốt ruột. Nàng nhìn ánh mặt trời còn sót lại, dọi xuống dòng sông. Cực kỳ khát khao, thuyền có thể mọc cánh, bay ngay đến phố khẩu là có thể gặp được Đông Phương Thanh Huyền và Tiểu Thập Cửu. Nhưng nàng sợ, Đông Phương Thanh Huyền không đợi họ ở đó. Sự thật chứng minh nàng đã lo lắng thừa. Cách bến tàu phố khẩu không xa, có một con thuyền đen trao cờ cầm y vệ, thân quân chỉ huy sứ tư đang đậu ở đó. Trên bong tàu, Đông Phương Thanh Huyền mặc một bộ đồ đỏ rực như lửa, đứng nơi đầu ngọn gió, ngỡ như cùng hòa và sắc trời. Cả người như được khảm một lớp vàng vụn, đẹp đến mức người khác không dám nhìn trực diện. Đông Phương Thanh Huyền Hạ sơ thất kích động gào lên. Hắn ta nhìn tới nhưng không trả lời nàng ngay, chỉ nở nụ cười. Hai chiếc thuyền từ từ đến gần nhau. Hạ sơ thất nóng lòng bước lên bong tàu nhưng tâm trạng vui sướng và chờ mong của nàng bỗng chốc trở nên nặng nề cứ như có một tảng trì đè nặng trong lòng khi không nhìn thấy tiểu thập cửu đưa bé đâu đây là câu đầu tiên mà nàng nói đông phương thanh huyền gác tay lên tầm ván gỗ đầu thuyền một cách tao nhã thanh đao tú xuân bên hông vẫn tỏa ra ánh sáng rực ánh mắt của hắn ta khi di chuyển từ khuôn mặt triệu tôn sang khuôn mặt của hạ sơ thất cuối cùng cũng nở một nụ cười Tại sao nàng không hỏi thăm ta trước? Hạ sơ thất sừng sốt, sau đó vứt tóc lúng túng. Chuyện của ngươi ta đã nghe nói rồi. Tiếp theo ngươi có dự định gì? Đông Phương Thanh Huyền mím môi, nhìn Triệu Tôn vẫn đứng im bên cạnh nàng, cười nhẹ, nâng cổ tay trái không còn được nguyên vẹn lên, không đáp mà chỉ hỏi: Bàn tay giả nàng làm cho ta đâu? Hóa ra hắn ta vẫn luôn canh cánh chuyện này ư Hạ sơ thất nghe hắn ta hỏi Ngoại trừ thầy lung túng ra Thì nàng còn thấy hổ thẹn nữa Xin lỗi Ta vẫn đang nghĩ cách Nhưng kỹ thuật thời này thật sự không cho phép Vẫn phải cần thêm một khoảng thời gian nữa Đợi đến khi ta đến Bắc Bình Nhất định có thể làm được Ngươi hãy đợi Đợi à Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười Hắn nhìn nàng quyến rũ như yêu tinh nhưng hôm nay ta không thể đợi được rồi. Hạ sơ thất nghĩ đến hắn ta, gặp phải chuyện hóc búa thế kia, nàng cũng cảm thấy rất đau đầu. Suy nghĩ một lát nàng đề nghị. Những ngày tháng bán mạng cho triều đình, ăn bữa hôm lo bữa mai, ta thấy chi bằng ngươi bỏ đi cho rồi. Với bản lĩnh của ngươi, đến chỗ nào mà chẳng thể sống tốt được, hay ngồi thuyền lên phía bắc với bọn ta. Khi nàng ra ký hiệu, không ai nói gì, khung cảnh rất im lặng triệu tôn im lặng nhìn nàng đông phương thanh huyền cũng cười như không không biết đang nghĩ điều gì đợi đến khi nàng nói xong hắn ta mới khẽ phất tay áo hiện tại nàng còn có thể suy nghĩ cho ta đợi lát nữa có khi nàng lại muốn giết ta người nói thế là sao trong lòng hạ sơ thớt bỗng xuất hiện một dự cảm chẳng lành quả nhiên khi nhìn vào ánh mắt tha thiết của nàng Đông Phương Thanh Huyền cong khóe môi, cười nhẹ nhàng. Đứa bé chết rồi. Ầm, uhm, đầu hạ sơ thất như nổ tung, nàng hé môi, cảm thấy không biết phải làm sao. Nếu không phải được triệu tôn đỡ lấy, chắc chắn nàng sẽ ngã xuống đất. Nhưng lỗ tai nàng đã bị điếc, tưởng rằng mình nhìn nhầm. Nàng hỏi lại theo bản năng. Người đang nói gì? Nàng đang ôm một tia hy vọng, nhưng sự thật lại quá tàn khốc. Đông Phương Thanh Huyền nhìn vào mắt nàng, chậm rãi bổ sung. Ta nói đứa bé ấy chết rồi. Nó đã chết từ lâu rồi. Chết vào cái đêm trong cung diên xuân ấy. Ha <laughs> ha, bị ta chém một đao chết ngay trước mặt Tấn Vương Điện Hạ. Không, Hạ Sơ Thất trừng mắt. Đông Phương Thanh Huyền, người nói dối. Ta không cần phải nói dối. Đông Phương Thanh Huyền nhìn lướt qua Như Phong đang ở nơi cách đó không xa, rồi lại nhìn Triệu Tôn, trên đôi môi yêu nghiệt là một nụ cười đang lạnh lẽo. "Từ lâu ta đã biết Như Phong là người của ngươi, cố ý để y cho rằng đứa bé vẫn còn sống, cho rằng đó chỉ là kẻ giết thay, như thế y mới có cách ngăn cản ngươi, nhưng thật ra, đứa bé chết trong cung Diên Xuân mới là con của hai người." người không không thể hạ sơ thất nắm chặt áo của triệu tôn cơ thể run rẩy không đứng vững sang mặt triệu tôn lạnh như băng một tay đỡ lấy nàng tay còn lại từ từ rút thanh kiếm bên hông ra chỉ nghe thấy một tiếng vút ánh kiếm lạnh lùng lóe lên lưỡi kiếm đã kề lên cổ đông phương thanh huyền vì sao lại làm thế đông phương thanh huyền từ từ cong khóe môi lên nở nụ cười cực kỳ quyến rũ cứ như thứ đang kể lên chỗ hiểm của hắn không phải là một thanh kiếm. Hắn ta không những không quan tâm mà còn bước gần thêm một bước. Còn cần ta phải nói ư? Bởi vì ta ái mộ nàng ấy, nhớ nhung khát khao, yêu thương đến điên cuồng. Ta rất ghen tị. Sao có thể để nghiệt chủng của các ngươi tồn tại trên đời này? Chuyện có thể giải quyết bằng một đau. Sao ta có thể để nàng ấy làm phiền mình cả đời? Và lại ta nhận bổng lộc của vua tất nhiên phải chung với vua, không giết thì sao có thể giao phó." Triệu Tôn mím môi, từ từ đè lưỡi kiếm xuống, ngọn lửa đang cháy hừng hực trong mắt đã bị dồn ép đến cực điểm. Nhưng Đông Phương Thanh Huyền vẫn mỉm cười. Máu tươi nhỏ giọt trên chiếc cổ trắng nõn thon dài, từng giọt máu thấm vào bộ đồ theo hình cá chuồn đỏ chót. Nhưng hắn ta vẫn đừng im, nhìn Triệu Tôn một cách ung dung. "Muốn giết ta?" Người đáng chết. Bàn tay đang cầm kiếm của triệu tôn hơi run lên. Mọi người đều hiểu chỉ cần hắn dùng sức là có thể khiến Đông Phương Thanh Huyền bỏ mạng nơi suối vàng. Nhưng hai người rằng co một lúc lâu, kiếm của hắn vẫn không đâm xuống. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn khép hờ, không biết suy nghĩ điều gì. Sau một lúc rằng co, Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ. Đôi mắt yêu mị như hoa ấy nhìn hắn, như đang cười nhạo lại như đang tự diễu. Sau đó hắn ta hất kiếm của triệu tôn ra, từ từ lui về sau, đến gần mũi thuyền. Làm trâu làm ngựa cho nhà họ tôn các người suốt những năm qua, không được lợi ích gì mà chỉ vớ phải một thân tội nghiệt. Giờ đây chim bay hết, cung cất kho, bổn tọa cũng vô tội lắm chứ. Thế nên mối thù giết con, ngươi không nên đổ lên đầu ta. Muốn trách thì hãy trách triệu miên trạch. Giọng nói của hắn ôn hòa nhẹ nhàng, cứ như đang nói về thời tiết Người thật vô sỉ. Hạ sơ thất nghiến răng lắc đầu. Vẫn không dám chấp nhận sự thật này. Giận rồi à? Đừng giận, giận là không đẹp đâu. Nhìn nàng run cầm cập tựa vào lòng triệu tôn. Ánh mắt đông phương thanh huyền thoáng trở nên sâu thẳm. Hắn ta cười. Yên tâm, tuy bổn tọa nghe lệnh hành sự. Nhưng một người làm một người chịu. Đã giết người thì tất nhiên sẽ cho hai người một lời giải thích hắn ta vừa nói xong đột nhiên rút thanh đao tú xuân bên hông ra đâm một nhát vào cánh tay trái vốn đã không được nguyên vẹn sau khi máu tươi chảy ra nhỏ thành một vũng trên bong tàu hắn ta mới đứng thẳng người dựa vào mũi tàu cười khẽ thanh đao tú xuân này đã theo ta nhiều năm hiểu tính của ta nhất trước khi đến đây ta đã rắc độc lên thân đao người nói gì hạ dơ thất không thể tin trên đời lại có người dứt khoát như vậy đại đô đốc như phong vội vàng nhào tới đợi lấy hắn ta nhanh chóng vén tay áo của hắn lên quả nhiên trên cánh tay trái bị thương kia đã xuất hiện một mảng màu tím đen dưới cổ tay là một vết sẹo xấu xí hoàn toàn đối lập với khuôn mặt xinh đẹp của hắn ta hắn ta không hề nói dối trên thanh đao thật sự có độc một mạng đền một mạng mà thôi dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, Đông Phương Thanh Huyền đẩy Như Phong ra. Vùng ống tay áo bên cánh tay trái một cách đẩy tao nhã. Mạng này của ta xem như đền cho đứa bé nhà các ngươi. Từ nay, hai chúng ta không ai nợ ai. Đông Phương Thanh Huyền nói xong, dường như nhớ ra điều gì đó hắn ta liếc nhìn Như Phong. Đi theo chủ tử của ngươi đi. Những năm qua, ngươi đi theo ta. Tính tình ta không được tốt, Khổ cho ngươi rồi. Không. Bờ môi của Như Phong run lên, quỳ xuống đất. Đại đô đốc, từ sau ngày ấy, thuộc hạ đã nói rõ với thập cửu điện hạ. Sau này thuộc hạ sẽ một lòng một dạ theo ngài. Sau này. Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ, cứ như nghe được một câu chuyện buồn cười lắm vậy. Buồn tọa không có sau này nữa. Trong lúc mọi người vẫn chưa kịp phản xạ, hắn đột nhiên đẩy Như Phong ra, tao nhã ngả người về sau, cả người chìm nhanh xuống lòng sông. Đại đô đốc! Như Phong đau đớn gào lên, bỗng nhiên nhảy khỏi thuyền. Tủm! Tùm! Hai âm thanh rơi xuống nước cực lớn vang lên một trước một sau, cả người triệu tôn cứng đờ. Hạ sơ thất nhìn mũi thuyền trống không, cơ thể nàng run lên, bờ môi cũng run rẩy Đông Phương Thanh Huyền Tiểu Thập Cửu Đông Phương Thanh Huyền Tiểu Thập Cửu Nàng thì thào vài câu Đẩy triệu tôn ra rồi nhào đến Nằm sấp trên bong tàu Nhìn mặt sông yên ắng gần như không một gợn sóng Chỉ cảm thấy nơi nào đó trong tim đau nhói Đó là một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời Gần như chôn vùi mọi tác quan của nàng Thậm chí vào lúc này Nàng đã quên đi nam nhân này, đã giết con gái của mình cảm xúc trong lòng rồi dám ngổn ngang, cảm thấy vô cùng đau đớn. Đông Phương Thanh Huyền, người cần gì phải khổ thế chứ? A à thất, Triệu Tôn bước đến ôm nàng, đè lấy cơ thể nàng một cách thô bạo, bọc cả người nàng trong áo khoác. Hắn cau mày, trao cho nàng mọi sự an ủi mà hắn có thể gom lại vào lúc này. Đồng thời, cất giấu toàn bộ nỗi đau và căm hận và tận sâu đáy lòng. A à thất không khóc. Hắn nói rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy. Nhưng cho dù hắn có nói lớn, hạ sơ thất cũng không nghe thấy được. Nàng chỉ có thể vùi mình trong lòng hắn. Nghĩ đến tiểu thập cửu của nàng, nghĩ đến đông phương thanh huyền, người đã giết tiểu thập cửu. Còn tim như bị ai đó khoét mất một lỗ, đau đến ngạt thở. Cuối cùng nàng cũng khóc giống lên. Mùa đông năm kiến trương đầu tiên trôi qua rất chậm trận tuyết lớn nhiều ngày liên tiếp, cứ ngỡ như làm nền cho thế cục triều đình đại yến, đang nổi sóng gió. Từ Nam ra Bắc, một vùng trắng xóa, ôm trọn trời đất như một sự lạnh giá vô cùng vô tận. Tháng riêng năm kiến trương thứ nhất, một tin tức chấn động được truyền đến. Đông phương Thanh Huyền, chỉ huy sứ cầm y vệ bị cách chức, điều tra vì phạm nhiều đại tội như kiêu căng, bạo ngược, lạm dụng cực hình, lạm sát người vô tội, không làm tròn chức trách vân vân. Nhưng người phụng mệnh bắt hắn ta còn chưa kịp đến nơi, nhảy xuống sông gần bến tàu phố khẩu phụ ứng thiên tự sát. Sự việc này khiến cả chiều xôn xao. Ngày hôm sau, trong buổi nghị chiều nhỏ, điện phụng thiên vô cùng náo nhiệt. Đông phương thanh huyền vừa chết, các chiều thần ai nấy cũng suýt xoa. Sau nhiều năm bị dọa vỡ mật, nay lá gan bắt đầu to lên. Nội oán hận khi bị cầm y vệ ước hiếp những năm qua đều trồi lên khỏi mặt nước, bắt đầu từ sử bộ thượng thư Lữ Minh Hoa. Các đại thần trong chiều đua nhau dâng tấu, chỉ ra nhiều tội trạng của Đông Phương Thanh Huyền, diễn một vở kịch tan đàn xẻ nghé ngay dưới mí mắt của Hoàng đế. Kết quả này là điều Triệu Miên Trạch thích thấy. Đợi triều thần dâng tấu xong, kiến trương đế lại ban thánh chỉ. Cẩm y vệ do Đông Phương Thanh Huyền quản lý, lạm dụng cực hình, bịa đặt tội trạng, bắt bớ vô cớ Hành vi này quả thật rất đáng phẫn nộ. Bắt đầu từ ngày 17 tháng riêng năm kiến trương thứ nhất, hủy bỏ tổ chức cẩm y vệ. Sau này tất cả các vụ án đều đồng loạt giao cho tam pháp thư điều tra xử lý. Thánh chỉ được ban xuống một lần nữa lại khiến thiên hạ xôn xao. Tổ chức cẩm y vệ hào quang rực rỡ, uy phong bốn phía. Từng đóng một vai đặc biệt trong lịch sử đại yến, lúc này đã hoàn thành sứ mệnh của mình, tạm thời lùi khỏi sân khấu lịch sử nhưng tin đồn liên quan đến nó thì vẫn tồn tại rất nhiều. Những năm qua, Cẩm Y Vệ xử lý rất nhiều vụ án tàn bạo, phải nói là không sách nào có thể chép hết. Thế nên danh tiếng của Cẩm Y Vệ trong dân gian rất tệ. Ngày thường Lão Bách Tính cũng đã không ưa bọn chó săn của triều đình này. Sau khi hay tin nó bị hủy bỏ, không ai không vỗ tay tán thành. Còn về các đại thần, những người đang thấp thỏm, lo lắng đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Sự tồn tại của cầm y vệ chẳng khác nào một thanh đao treo trên đỉnh đầu của họ, khiến họ lúc nào cũng phải sống trong căng thẳng. Sợ rằng bỗng nhiên có một ngày sẽ được cầm y vệ mới đi uống trà, từ đó tiêu tan công sức kinh doanh trên quan trường. Tóm lại, chuyện cầm y vệ đột nhiên, rớt đài, giấy lên làn sóng sôi nổi rầm rộ từ triều đình đến dân gian, thậm chí lan sang tứ si và nước bạn, hệt như lúc nó từng tồn tại may mà kiến trương đế thực thi chính sách nhân hậu. Đông Phương Thanh Huyền từng nắm quyền thế, khuynh triều đã tự sát. Ngoại trừ giải quyết những vụ án oan, hắn ta từng xử lý ra. Gia tộc Đông Phương không hề chịu bất kỳ liên lụy nào. Ngày 20 tháng riêng năm kiến trương thứ nhất, kiến trương đế phong thân mẫu phi của mình, làm hiển thành Hoàng Thái Hậu. Nhưng vẫn dùng lễ thứ mẫu với Đông Phương A Mộc Nhĩ, xưng nàng ta là Hoàng Thái Hậu, đối xử càng thêm trọng hậu cha của Đông Phương Thanh Huyền là Phụng Quốc Công Đông Phương Văn Hiên, không hề bị liên lụy bởi chuyện này, phủ Đông Phương vẫn vinh quang hiển hách. Hết chương 788